quan về văn hóa doanh nghiệp, cái đó là khái niệm về văn hóa doanh nghiệp này, các cấp độ biểu hiện của văn hóa doanh nghiệp này, và các bạn cần phải nắm rất là sâu 3 tầng, 3 cấp độ biểu hiện của văn hóa doanh nghiệp theo giáo sư FSI. Một chú chuột Mickey Mouse đó cũng chính là gì ạ? Biểu tượng đặc trưng của Disneyland, đúng không nào? Vâng ạ, thì đó có phải là nét văn hóa rất đặc sắc không ạ? Và Mickey có rất nhiều mẫu mã sản phẩm, cửa hàng thì được chú trọng đầu tư trang trí bài bản, chuyên nghiệp hiện đại. Chương trình học tập được lồng ghép nhiều case study sẽ giúp cho các bạn sinh viên không chỉ nắm được những nội dung lý thuyết mà các bạn ấy có thể vận dụng lý thuyết để giải quyết các tình huống thực tiễn rất hay xảy ra trong các doanh nghiệp. Và những case study này được biên soạn bởi đội ngũ giảng viên với kinh nghiệm và cái khoảng thời gian thực tiễn khi mà các giảng viên đã có làm việc và tiếp xúc nhiều với doanh nghiệp. Thì do đó những case study này được biên soạn khá là sát với thực tiễn. Và khi mà tham gia học tập học phần này thì các em sinh viên sẽ được thuyết trình rất là nhiều nội dung. Vì vậy các em sẽ phải làm việc nhóm với nhau để chủ động tìm kiếm, tổng hợp nguồn tài liệu để có được thông tin. Và qua những hoạt động này thì các em sẽ rèn được cái sự tự tin khi giao tiếp này, dần hoàn thiện được kỹ năng thuyết trình qua từng buổi học. Và quan trọng nhất là tăng cho các bạn ấy cái khả năng tư duy trước mọi vấn đề. Trong giờ học của cô Quyên thì bọn em luôn luôn được thúc đẩy khả năng sáng tạo và được làm việc nhóm, được tự thuyết trình, được tự nói lên tiếng nói của bản thân. Cô còn thúc đẩy khả năng tìm kiếm thông tin cho bạn em, và chính vì thế nên em với các bạn cảm thấy giờ học không còn khô khan nữa mà rất là thú vị ạ. Mình sẽ đợi 1 phút nữa, sau đó là mình sẽ start nhá. Những bạn không join được vào cái phần chơi thì bạn có thể chơi luôn ở trên màn hình ạ. Đâu là chức năng của mình bao trùm quan trọng nhất của văn hóa? Vâng, đáp án là A, giáo dục ạ. Đó, chúng mình sẽ xem đoàn leo núi của chúng mình nhá. Đây ạ, đoàn leo núi ạ. Wow, có rất có vẻ như là cái câu hỏi vừa rồi có rất nhiều bạn trả lời chưa chính xác ạ. Thế do đó là các bạn vẫn đang ở vị trí xuất phát ở dưới chân núi thôi ạ. Bạn nào đây? Bạn nào đây? Đó. Wow, wow. Theo tôi thì cái không khí học tập trên lớp của các bạn sinh viên nó rất là quan trọng, bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc tiếp thu kiến thức của các bạn ấy. Thế do đó song song với cái phương pháp giảng dạy truyền thống thì tôi rất là hay lồng ghép những phần mini game trong từng buổi dạy. Và qua cái việc mà đưa kiến thức vào các trò chơi game thì các bạn sinh viên sẽ hào hứng đón nhận hơn. Các bạn ấy sẽ tiếp thu kiến thức được một cách nhanh hơn, hiệu quả hơn, và đồng thời là sẽ giúp các bạn ấy giảm được các áp lực của buổi học. Việc vừa học vừa vui chơi giải trí trong cùng một tiết học giúp bọn em có thể giải tỏa đi căng thẳng rất là nhiều. Hơn nữa các mini game cũng có liên quan đến chủ đề bài học nên bọn em cũng tiếp thu được nhiều kiến thức hơn và dễ dàng ghi nhớ kiến thức hơn. Được tham gia lớp học của cô Quyên thì cô đã sử dụng rất nhiều phương pháp mới trong giảng dạy, và đặc biệt là phương pháp kết hợp giữa học và chơi giúp cho nội dung bài học được truyền tải chúng em hay hơn, sinh động và thu hút, hấp dẫn hơn. Bởi vậy nên đối với sinh viên chúng em thì mỗi ngày đi học là một ngày vui, một ngày bổ ích, được học rất nhiều kiến thức mới với nội dung đa dạng sáng tạo. Về là tiết học ngày hôm nay của chúng ta đã kết thúc tại đây rồi. Hy vọng là qua những lý thuyết mà cô vừa chia sẻ, đó là khái niệm về văn hóa doanh nghiệp này, các cấp độ biểu hiện của văn hóa doanh nghiệp này, và các bạn cần phải nắm rất là sâu 3 tầng, 3 cấp độ biểu hiện của văn hóa doanh nghiệp theo giáo sư FSI. Đó là tầng số 1 là gì ạ? Cấu trúc hình hình này, logo này, biểu tượng của doanh nghiệp này, slogan này, đối tượng nhân viên này, đúng không ạ? Màu sắc thương hiệu này. Và tầng số 2 sẽ là lớp ở giữa, thì đó là những giá trị cốt lõi, chiến lược, mục tiêu, sứ mệnh của doanh nghiệp này. Và tầng 3 sẽ là lớp sâu nhất trong mô hình văn hóa doanh nghiệp, đó là liên quan đến thái độ, liên quan đến niềm tin, liên quan đến cảm xúc và liên quan đến những cái niềm tin chung trong doanh nghiệp. Qua cả những cái phần mà các nhóm đã thuyết trình này, rồi qua phần chơi mini game vừa rồi này, và qua những phần lý thuyết của cô vừa chia sẻ, nếu mà chúng ta không trao đổi gì thêm nữa thì tiết học ngày hôm nay của chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Và cảm ơn lớp chúng mình đã cùng nhau tạo nên một tiết học rất là sôi nổi và thú vị ạ. Và hẹn gặp lại các bạn vào tiết học lần sau ạ. Xin chào các bạn.